công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cả nhà em là Thu Nhiên thì hôm nay là em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà mình xem một vườn cây sa mát rười rượi luôn vị trí sẽ rất thích hợp để cho mình có thể xây nhà vườn nghỉ dưỡng ở đây thì không khí sẽ rất là trong lành luôn và rất là mát mẻ luôn lại yên tĩnh nữa về đây mà nghỉ dưỡng là rất tuyệt vời luôn ha không còn chỗ nào để chơi nữa nha thì cái vườn sa mà hôm nay em muốn quay giới thiệu á là thuộc về ấp Phú Quế xã Phú Phong của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang và cũng chính là cái vườn samu chơi này đây. Đó cả nhà mình xem nè ha. Xanh tươi mơn mởn luôn. Đó. Thì đất hiện tại là sẽ được nằm trên mặt tiền đường bê tông khoảng 2m2 đường này thì xe ô tô 4 chỗ mình có thể vô được đến đất nha và từ vị trí đất này nè cả nhà mình đi tầm khoảng 70m thôi là sẽ ra tới một cái con đường bê tông công cộng khoảng 3m đến 3m rưỡi đường đó thì xe ô tô 16 chỗ là có thể đi được đó ngay chỗ cái trục đường này nè à, đường này rồi mình rẽ trái xuống là mình sẽ đi về chợ của xã Phú Phong luôn thì từ vị trí miếng đất này mà mình đi tới chợ hoặc là trường học ủy ban của xã Phú Phong thì trung bình là tầm khoảng 2,5 cây số nha. Mình đi trung bình là chỉ có 5 phút thôi là sẽ tới ha. Rồi thì cái miếng vườn Sabuche này có tổng diện tích là 1061 m vuông đất cây lâu năm thì mặt tiền bề ngang là 50 m. 50 m là cả nhà mình sẽ được tính từ cái vị trí ngay chỗ cái khoảng ở đây nè đây cái khoảng ngay chỗ vị trí này nè cả nhà mình sẽ đo ngược qua bên đây đo tới cái cây trụ điện ở bên đây luôn là mặt tiền bề ngang khoảng 50 mươi nha còn hậu á, là sẽ bị teo hậu hậu là còn tầm khoảng 41 m 7 nha cả nhà thì mặt tiền bề ngang là 50 hậu là còn 41 m 7 và chiều sâu vô á một cạnh á cái cạnh mé bên đây trung bình là tầm khoảng 22 mét còn cái cạnh còn lại mà bên cái phần ngay chỗ bên cây trụ điện bên đây á, là chiều dài vô là tầm khoảng 20 mét rưỡi nha thì nguyên một cái miếng đất của mình á là nó sẽ chạy dài theo một cái con rạch thoát nước luôn ở đây là có một cái con rạch thoát nước công cộng luôn đó em sẽ dẫn cả nhà mình qua đây xem nha thì à, hiện tại do là đất nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng cho nên là mình sẽ bị trừ mốc lộ giới vô là 5 mét nha và bên cạnh đó thì à, xung quanh đất của mình à, mé bên Bên, uh, chiều dài uh, một cạnh uh, là có giáp với một cái con rạch thoát nước công cộng, cho nên là cái phần đó cũng sẽ bị trừ uh, hành lang bảo vệ kênh rạch là 5 mét nữa nha cả nhà. thì phần đó mình sẽ không lên được thổ cư và mình cũng sẽ không được xây dựng kiên cố trên đó. nhưng mà mình có thể uh, làm nhà tiền chế nha, mình có thể uh, làm uh, sân đậu ô tô cũng được bình thường, mình có thể làm cổng rào hoặc là trồng cây trái trên đó là vẫn được nha, chỉ là mình uh, không có được xây dựng kiên cố ở đó thôi. Rồi thì mặt tiền bày ngang 50m của mình là sẽ tới cái cây trụ này luôn Đây cả nhà mình xem ở đây có cây trụ ranh giới này ha Bày ngang 50m Chiều sâu vô cạnh bên đây là 20m rưỡi Chiều sâu vô cạnh còn lại bên giáp với con rạch bên kia là khoảng 20, 22m nha À bên đây là 20m rưỡi, bên kia là 22 Em bị lộn <laughs> Đây cả nhà mình xem nè một cái không khí rất là trong lành và rất là mát mẻ luôn Vườn cây thì xanh âm um luôn ha Đây, cả nhà xem nè à, Ở đây thì sẽ thích hợp để mà mình có thể trồng sâm chê nè Hoặc là mình có thể trồng sầu riêng cũng được nha Sầu riêng ở đây thì trồng cũng rất là tốt luôn Em sẽ cho cả nhà mình xem ở bên hàng xóm nha Hàng xóm mình trồng sầu riêng nè à, Tuyệt vời chưa Đó, sầu riêng nè ha À, đất của mình thì hiện tại là đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha. Đây à, cả nhà xem sambuca thì cũng đang cho trái luôn. Cái này thì em nghĩ chắc là cũng trồng lâu năm lắm rồi nè, cho nên nó là nhìn gốc cây rất là to luôn. Rồi thì em xin nhắc lại nha Đất có là thuộc về ấp Phú ấp Phú Quế, xã Phú Phong của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Và hiện tại là đất được nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng Và tổng diện tích là 1061 m vuông, đất cây lâu năm Mặt tiền bề ngang là khoảng 50m, hậu là còn 41m7 Chiều dài vô một cạnh đó là khoảng 20 m rưỡi, cạnh còn lại là khoảng 21m nha và chủ kêu giá miếng đất này là 1 tỷ mốt giá cả là thương lượng trực tiếp với chủ luôn nếu như mà cả nhà mình có quan tâm thì mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để tụi em có thể dẫn cả nhà đi xem sau đó là mình có thể gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá cả luôn nha trong đất có thì hiện tại là trồng Sambuche. chê vị trí ở đây là đất nước ngọt điện nước wifi có đầy đủ và là khu vực đông dân luôn nếu như mà mình không thích Sambuche chê thì mình có thể trồng những loại cây trái khác như là sầu riêng nè vú sữa cũng được luôn này cả nhà xem vú sữa rất là tốt và sầu riêng cũng rất là tốt luôn ha đây là cái con rạch thoát nước mà em nói nha nó chạy dài theo con rạch này luôn ha rồi để em sẽ mở định vị lên cho cả nhà cùng xem nha Đó, nhìn ở đây là mát rười rưỡi luôn ha Rồi thì là sẽ được nằm ở hướng đông. Đây cả nhà xem, đất là nằm ở hướng đông nha. À, hướng à hướng đông nè. Rồi thì ở đây nếu mà đi chợ là mình sẽ đi chợ Phú Phong. Thì từ cái vị trí miếng đất của mình á mà cả nhà mình đi tới chợ Phú Phong thì trung bình là khoảng 2,5 cây số. Đây cả nhà cùng xem nè chợ Phú Phong nè, trung bình là 2,5 cây số khoảng 5 phút nha. Thì xung quanh ở chợ Phú Phong đó là sẽ có ủy ban nè, có trạm y tế, có trường học đầy đủ luôn. Đây cả nhà cùng xem nè. Chợ Phú Phong, rồi trạm y tế nè, ủy ban, bưu điện nè, rồi tiệm tạp hóa nè, có đầy đủ luôn, quầy thuốc tây nè, cây xăng, trường mầm non, rồi trường trung học cơ sở Phú Phong, đó, đầy đủ hết luôn, trung bình mình đi khoảng 5 phút nha. Còn à, nếu như mà từ vị trí đất của mình ở đây Cả nhà đi ra tới ngoài đầu đường tỉnh lộ 876 á À 8, 864 chứ Từ đây mà ra tới 864 là khoảng 2,5 cây số luôn nha Mình đi cũng khoảng 5 phút là ra tới tỉnh lộ 864 rồi Còn nếu mà từ vị trí nhà ở đây á Mình à từ vị trí đất này mình đi về tới thành phố Mỹ Tho đi ha Từ đây mà về thành phố Mỹ Tho là chỉ có 21 cây số thôi nha Trung bình mình đi là 35 phút sẽ về tới thành phố Mỹ Tho ha còn nếu như mà từ ở đây mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình là 77 cây số nha, 1 giờ 41 phút là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh ha. Vị trí ở đây thì khu vực đông dân nè sẽ thích hợp để mà mình có thể xây nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Rồi thì em cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi hết video này của em nha. Một 1061 mét vuông, giá là 1 tỷ 1 hết đất luôn ha. Rồi, bye bye.